Tôi từ di chuyển từ Hồ Chí Minh vào lên Hà Giang. Lần đầu tôi đến Hà Giang thì thiên nhiên với trên đường dọc đường đi từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn thì rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch rất là nở, rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Cảm nhận cái mùa lễ hội năm nay rất là đông, mọi người rất là vui và có nhiều cái chương trình múa của các bạn dân tộc ở trên này rất là sôi động. Sông Nho Quế, từ Đồng Văn đến sông Nho Quế thì thấy là hoa ở khắp mọi nơi và rất là khó khăn khi mà mọi người sống ở vách núi và ở giữa có những ngôi nhà ở giữa hai quả đồi luôn ý, mà mọi người vẫn có thể sống một cách nói chung là rất là vui vẻ. Lễ hội hoa tam giác mạch thì cái quan trọng nhất là hoa phải đẹp và có nhiều cái mô hình tạo ra cái điểm nhấn để cho khách có thể check in, có thể trải nghiệm và có một cái chuyến đi rất là thoải mái với những cái danh lam thắng cảnh gắn ở trên vùng công viên địa chất.